Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được công đức tịnh diệu, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được diệu tướng thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được nghiệp quả thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm nhất thiết trí thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm bồ đề thanh tịnh vô lượng, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được phương tiện thanh tịnh, lìa những lỗi ác, biết rõ các căn tánh. Nguyện tất cả chúng sanh được tính giải thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được thanh tịnh, siêng tu hạnh, nguyện vô ngại, lìa những lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sanh được chánh niệm biện tài trí huệ thanh tịnh, lìa những lỗi ác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại vì tất cả chúng sanh đem tất cả thiện căn hồi hướng như vậy. Nguyện được những thân vi diệu như là thân sáng chói, thân lìa dơ trượt, thân không nhiễm, thân thanh tịnh, thân rất thanh tịnh, thân ly trần, thân ly cấu, thân đáng thích, thân vô ngại. Lại vì tất cả chúng sanh, nơi tất cả thế giới Đại Bồ Tát hiện hình tượng nghiệp báo, nơi tất cả thế gian hiện hình tượng ngôn thuyết, nơi tất cả cung điện hiện hình tượng an lập. Như trong gương sáng sạch, tất cả hình tượng đều tự nhiên hiển hiện, chỉ bày cho chúng sanh hạnh Đại Bồ Đề, diệu pháp thầm thâm, các thứ công đức, những đạo tu hành, những hạnh thành tựu, hạnh nguyện của Bồ Tát. Lại cũng chỉ bày cho chúng sanh thấy biết Đức Phật xuất thế nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới. Chỉ bày thần thông biến hóa của tất cả Phật, chỉ bày oai lực giải thoát bất tư nghì của chư Bồ Tát cho tất cả chúng sanh. Lại chỉ dạy cho tất cả chúng sanh thành mãn hạnh nguyện và tất cả trí tánh của Phổ Hiền Bồ Tát. Đại Bồ Tát Phương Tiện dùng những thân thanh tịnh vi diệu như vậy để nhiếp thủ tất cả chúng sanh, làm cho họ đều thành tựu thân nhất thiết trí công đức thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn do pháp thí phát sanh mà hồi hướng như vậy. Nguyện thân tôi tùy ở thế giới nào mà tu hạnh Bồ Tát, chúng sanh được thấy thời đều chẳng luống uổng. Họ đều phát tâm Bồ Đề trọn không thối chuyển, thuận theo nghĩa chân thiệt không bị lay động. Nơi tất cả thế giới, tột kiếp vị lai luôn an trụ nơi đạo Bồ Tát không hề mỏi nhàm. Đại bi tràn khắp lượng đồng pháp giới, biết căn tánh của chúng sanh, thuyết pháp phải thời luôn không thôi nghỉ. Đối với các bậc thiện tri thức, tâm thường chánh niệm, nhẫn đến chẳng bỏ rời khoảng một sát na. Tất cả chư Phật thường hiện tiền lòng vững chánh niệm, chưa hề tạm thời giải đãi. Tu những thiện căn không chút hư dối, đặt để chúng sanh nơi nhất thiết trí, làm cho họ không thối chuyển, đủ tất cả ánh sáng Phật Pháp, giữ mây đại Pháp, thọ mưa đại Pháp, tu hạnh Bồ Tát, vào tất cả chúng sanh, vào tất cả Phật độ, vào tất cả Pháp, vào tất cả ba đời, vào trí nghiệp báo của tất cả chúng sanh, vào trí phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát, vào trí xuất sanh của tất cả Bồ Tát, vào trí cảnh giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, vào thần thông tự tại của tất cả Phật, vào tất cả vô biên pháp giới an trụ nơi đây để tu hạnh Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn do tu tập pháp thí mà hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả cõi Phật thảy đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết đồ tốt đẹp để trang nghiêm mỗi mỗi cõi Phật rộng lớn chư pháp giới, thuần thiện, vô ngại, thanh tịnh, sáng suốt, chư Phật hiện thành bậc vô thượng chánh giác ở trong đó. Cảnh giới thanh tịnh trong một cõi Phật đều có thể hiển hiện tất cả cõi Phật. Như một cõi Phật, tất cả cõi Phật cũng như vậy. Mỗi mỗi cõi đều dùng vô lượng vô biên đồ trang nghiêm châu báu thanh tịnh để nghiêm sức, như là vô số bủ tòa thanh tịnh trải bủ y, vô số bủ trướng rủ văn bủ dẫm,
vô số bủ cái, nhiều châu báu chói suốt lẫn nhau, vô số bủ dân mưa, các châu báu, vô số bủ hoa xinh đẹp trong sạch, vô số bao lơn lan can thanh tịnh bằng châu ngọc, vô số bủ linh luôn vang ra âm thanh di diệu của Phật khắp pháp giới, vô số bủ liên hoa nở màu đẹp báo chói sáng, vô số bủ thọ thành hàng khắp nơi hoa trái đều bằng vô lượng diệu bủ, vô số cung điện báo trong đó có vô lượng Bồ Tát, vô số lâu các báo rộng rãi tráng lệ nối dài xa gần, vô số rào dậu báo trang nghiêm xinh đẹp bằng châu báu, vô số cửa nẻo báo châu báu đẹp rũ văn, vô số cửa sông báo trang nghiêm thanh tịnh bằng bức tư nghì châu báu, vô số bộ đa la hình bán nguyệt các loại châu báu hợp thành, tất cả như vậy đều bằng châu báu quý đẹp trang nghiêm thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, đều cho thiện căn của Như Lai phát khởi đủ vô số bủ tạng trang nghiêm. Lại có vô số sông ngòi báo chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh, vô số biển báo chứa đầy pháp thủy, vô số bạch điên hoa thường phát ra tiếng diệu pháp trong trắng, vô số núi bủ tu di trí huệ sơn dương cao dọi thanh tịnh, vô số diệu bủ tám gốc sâu bằng chi báo rất trang nghiêm thanh tịnh, vô số tịnh quang bửu thường phóng đại trí quang minh vô ngại chiếu khắp pháp giới, vô số bủ linh khua đánh lẫn nhau vang tiếng di diệu, vô số báo thanh tịnh đầy những bồ tát bửu, vô số lửa màu báo sáng sạch thồng rũ khắp nơi, vô số tràng báo đẹp dùng bán nguyệt bửu để trang sức, vô số bủ phan khắp rơi vô lượng bủ phan, vô số bủ đài văn rũ giữa hư không trang nghiêm rất đẹp, vô số thảm báo mịn màng êm mát, vô số dòng báo hiển bày nhất thiết trí nhãn của Bồ Tát, vô số bủ anh lạc mỗi anh lạc trăm ngàn Bồ Tát thượng diệu trang nghiêm, vô số cung điện báo diệu tuyệt dược hơn tất cả, vô số đồ trang nghiêm báo bằng kim cang mani, vô số các loại trang nghiêm báo luôn hiện màu đẹp thanh tịnh, vô số báo thanh tịnh hình khác lạ ánh sáng chói suốt, vô số bủ sơn bao quanh làm tường vách thanh tịnh vô ngại, vô số bủ hương mùi thơm xông khắp tất cả thế giới, vô số bủ biến hóa mỗi sự biến hóa đều khắp pháp giới, vô số quang minh báo mỗi mỗi quang minh hiện tất cả quang minh, lại có vô số bủ quang minh trí quang thanh tịnh chiếu rõ các pháp, lại có vô số bủ quang minh vô ngại mỗi mỗi quang minh đều khắp pháp giới, có vô số bủ xứ mỗi xứ đều đủ tất cả châu báu, vô số bủ tạng khai thị tất cả tạng báo chánh pháp, vô số bủ tràng tràng tướng Như Lai cao hơn tất cả, vô số bủ hiền tượng hiền đại trí thanh tịnh viên mãn, vô số bủ duyên trong giường xuất sanh tam muội hỷ lạc của chư Bồ Tát, vô số bủ âm diệu âm của Như Lai dạy khắp thế gian, vô số bủ hình mỗi hình đều phóng vô lượng quang minh diệu pháp, vô số bủ tướng mỗi mỗi tướng đều vượt hơn các tướng, vô số bủ quay nghi ai thấy được đều phát sanh sự hỷ lạc của Bồ Tát, vô số bủ tụ ai thấy được đều phát sanh bủ tụ trí huệ, vô số bủ an trụ ai thấy được đều sanh bủ tâm thiện trụ, vô số bủ y phục ai được mặc thời phát sanh vô tỷ tam muội của chư Bồ Tát, vô số bủ ca sa ai được đắc thời vừa phát tâm liền được môn thiện kiến Đà La Ni, vô số bủ tu tập ai được thấy thời biết tất cả bủ đều là nghiệp quả quyết định thanh tịnh, vô số bủ vô ngại tri kiến ai được thấy thời được tất cả pháp nhãn thanh tịnh, vô số bủ quan tạng ai được thấy thời được thành tựu tạng đại trí huệ, vô số bủ tòa Đức Phật ngự trên đó chuyển diệu pháp luân, vô số bủ đăng thường phóng quang minh trí huệ thanh tịnh, lại có vô số bủ đa la thọ hàng đều đặn ngay thẳng dây báo bọc quanh trang nghiêm thanh tịnh, cây ấy lại có vô số thân báo tròn thẳng, vô số chánh báo trang nghiêm rậm rạp, vô số chim bay đậu trong đó luôn hót tiếng hòa diệu tuyên dương chánh pháp, vô số lá báo phóng trí quang lớn chói khắp nơi,
vô số bông báo trên đó, có vô số Bồ Tát ngồi kiết già bay đi khắp pháp giới, vô số trái báo ai thấy đều được quả nhất thiết chủng trí bất thối, lại có vô số bổ tụ lạc ai thấy đều bỏ lìa pháp tụ lạc thế gian, vô số bổ đô ấp trong đó đông đầy chúng sanh tự tại vô ngại, vô số bổ cung điện nhà vua ở trong đó thân na la diên mạnh khỏe, mặc áo giáp chánh pháp, lòng không thối chuyển, vô số bổ xá ai vào đó thời đều trừ được lòng đến tiếp nhà cửa, vô số bổ y ai mặc thời có thể hiểu rõ pháp vô trước, vô số bổ cung điện xuất gia Bồ Tát ở đầy trong đó, vô số trân ngoại báo người thấy đều sanh vô lượng quan hỷ, vô số bổ luân phóng bất tư nghì quang minh trí huệ chuyển pháp luân bất thối, vô số cây bổ bạc đà bao bằng lưới Nhân Đà La trang nghiêm thanh tịnh, vô số bổ địa bất tư nghì bổ xen lẫn trang nghiêm, vô số làng hơi báo tiếng thanh lượng khắp pháp giới, vô số trống báo diệu âm hòa nhã chẳng dứt, vô số bổ chúng sanh đều có thể nhiếp trì pháp bổ vô thượng, vô số bổ thân đủ vô lượng công đức diệu bổ, vô số bổ khẩu thường nói tất cả bổ âm diệu pháp, vô số bổ tâm đủ ý thanh tịnh đại trí nguyện bổ, vô số bổ niệm dứt những ngu lầm rốt ráo kiên cố nhất thiết trí bổ, vô số bổ minh tụng trì tất cả pháp bổ của chư Phật, vô số bổ huệ quyết rõ pháp tạng của tất cả chư Phật, vô số bổ trí được viên mãn nhất thiết trí bổ, vô số bổ nhãn xem gẫm thập lực bổ không chướng ngại, vô số bổ nhĩ nghe vô lượng thanh âm khắp pháp giới thanh tịnh vô ngại, vô số bổ tỷ thường ngửi tùy thuận bổ hương thanh tịnh, vô số bổ thiệt có thể nói vô lượng những pháp ngữ ngôn, vô số bổ thân đi khắp mười phương vô ngại, vô số bổ ý thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền, vô số bổ âm âm thanh tịnh diệu khắp mười phương cõi, vô số bổ thân nghiệp tất cả việc làm lấy trí làm đầu, vô số bổ ngữ nghiệp thường nói tu hành trí bổ vô ngại, vô số bổ ý nghiệp được rốt ráo viên mãn trí bổ rộng lớn vô ngại. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát ở trong tất cả Phật độ kia, mỗi một cõi, một phương, một xứ, một chân long, đều có vô lượng vô biên bất khả thuyết chư Đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh, khắp pháp giới, tột hư không giới cũng đều như vậy. Đây là Đại Bồ Tát đem những thiện căn để hồi hướng, nguyện khắp tất cả Phật độ đều đủ các thứ diệu bổ trang nghiêm như đã có nói rộng ở trước. Những hương trang nghiêm, hoa trang nghiêm, tràng hoa trang nghiêm, hương thoa trang nghiêm, hương đốt trang nghiêm, hương bột trang nghiêm, y trang nghiêm, lọng trang nghiêm, tràng trang nghiêm, phan trang nghiêm, mani bửu trang nghiêm, lần lượt dẫn đến trăm lần hơn đây đều nói rộng như bửu trang nghiêm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem thiện căn do pháp thí chứa nhóm, vì để làm lớn các thiện căn mà hồi hướng, vì nghiêm tịnh tất cả Phật độ mà hồi hướng, vì thành tựu tất cả chúng sanh mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh tâm được thanh tịnh bất động mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều vào Phật pháp thậm thâm mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được công đức thanh tịnh tối thượng mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được phước lực thanh tịnh bất hoại mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí lực vô tận độ muôn loài vào Phật pháp mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng ngôn âm bình đẳng thanh tịnh mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí nhãn bình đẳng vô ngại khắp pháp giới mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được niệm thanh tịnh biết tất cả thế giới thuở kiếp quá khứ mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí huệ vô ngại rộng lớn quyết rõ tất cả pháp tạng mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được đại bồ đề vô hạn lượng cùng khắp pháp giới không chướng ngại mà hồi hướng.
vì làm cho tất cả chúng sanh đều được đồng thể thiện căn bình đẳng, vô phân biệt mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được thân ngữ ý ba nghiệp đầy đủ công đức thanh tịnh trang nghiêm mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được đồng hạnh phổ hiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được vào tất cả Phật độ đồng thể thanh tịnh mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều quan sát nhất thiết trí, đều ngộ nhập viên mãn mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được xa lìa thiện căn bất bình đẳng mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được thâm tâm không dị tướng tuần tự viên mãn nhất thiết trí mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được an trụ tất cả pháp lành thanh tịnh mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều ở trong một niệm rốt ráo chứng được nhất thiết trí mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem các thiện căn vì khắp tất cả chúng sanh mà hồi hướng như vậy rồi, lại đem thiện căn này muốn diễn thuyết trọn vẹn tất cả pháp lực hạnh thanh tịnh mà hồi hướng. Vì muốn thành tựu quay lực hạnh thanh tịnh, được bất khả thuyết pháp hải mà hồi hướng. Vì muốn nơi mỗi mỗi pháp hải đủ vô lượng trí quang minh thanh tịnh, khắp pháp giới mà hồi hướng. Vì muốn khai thị diễn nói cứu nghĩa sai biệt của tất cả pháp mà hồi hướng. Vì muốn thành tựu vô biên tam muội quảng đại mà hồi hướng. Vì muốn tùy thuận biện tài của tam thế chư Phật mà hồi hướng. Vì muốn thành tựu thân tự tại của tam thế chư Phật mà hồi hướng. Vì tôn trọng pháp vô ngại đáng ưa thích của chư Phật mà hồi hướng. Vì đầy đủ tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh thường không thối chuyển mà hồi hướng. Vì muốn thành tựu pháp sai biệt bất tư nghì, trí không chướng ngại, tâm không cấu nhiễm, sáu căn thanh tịnh, vào khắp tất cả đạo tràng mà hồi hướng. Vì muốn thường chuyển pháp luân bất thối bình đẳng nơi tất cả Phật độ khắp pháp giới mà hồi hướng. Vì muốn ở trong mỗi niệm được vô sở quý không cùng tận, trí huệ biện tài khai thị diễn thuyết mà hồi hướng. Vì thích cầu các điều lành phát tâm tu tập thiện căn, càng thêm được trí huệ đại thần thông đều biết rõ được tất cả pháp mà hồi hướng. Vì muốn ở nơi tất cả đạo tràng thân cận cúng dường diễn thuyết tất cả pháp cho chúng sanh đều được hoan hỷ mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn này hồi hướng như vậy: hồi hướng để an trụ nơi pháp giới vô lượng trụ, hồi hướng để an trụ pháp giới vô lượng thân nghiệp, vô lượng ngữ nghiệp, vô lượng ý nghiệp, pháp giới vô lượng sắc bình đẳng, vô lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng, hồi hướng để an trụ nơi pháp giới vô lượng quẩn xứ giới bình đẳng, hồi hướng để an trụ pháp giới vô lượng nội pháp ngoại pháp bình đẳng, hồi hướng để an trụ pháp giới vô lượng phát khởi bình đẳng, thâm tâm bình đẳng, phương tiện bình đẳng, tính giải bình đẳng, căn lực bình đẳng, sơ trung hậu bình đẳng, nghiệp báo bình đẳng, nhiễm tịnh bình đẳng, chúng sanh bình đẳng, Phật độ bình đẳng, chánh pháp bình đẳng, thế gian quang minh bình đẳng, chư Phật bình đẳng, chư Bồ Tát bình đẳng, hạnh nguyện Bồ Tát bình đẳng, Bồ Tát xuất ly bình đẳng, Bồ Tát giáo hóa điều phục bình đẳng, pháp giới vô nhị bình đẳng, nhẫn đến hồi hướng để an trụ nơi pháp giới vô lượng đạo tràng bình đẳng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy, an trụ nơi pháp giới vô lượng thân thanh tịnh bình đẳng, ngữ thanh tịnh bình đẳng, tâm thanh tịnh bình đẳng, Bồ Tát hạnh nguyện thanh tịnh bình đẳng, đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. Đại Bồ Tát này an trụ nơi pháp giới vô lượng bình đẳng, vì tất cả Bồ Tát rộng diễn thuyết trí thanh tịnh nơi tất cả pháp. An trụ nơi pháp giới vô lượng bình đẳng, có thể vào nơi thân cùng tận pháp giới tất cả thế giới. An trụ nơi pháp giới vô lượng bình đẳng, tất cả pháp sáng suốt trong sạch vô quý, có thể dùng một âm thanh dứt hết sự nghi lầm của tất cả chúng sanh, tùy theo căn tánh của họ đều làm cho hoan hỷ, an trụ nơi pháp giải thoát vô thượng nhất thiết chủng trí, thập lực
tứ vô úy, thần thông tự tại, công đức rộng lớn. Chư Phật tử, đây là Đại Bồ Tát Đệ Thập Trụ đẳng pháp giới vô lượng hồi hướng. Đại Bồ Tát này lúc đem tất cả thiện căn hồi hướng như vậy, thời thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện phổ hiền, đều có thể nghiêm tịnh khắp pháp giới hư không giới tất cả cõi Phật, làm cho tất cả chúng sanh cũng được như vậy, thành tựu đủ vô biên trí huệ rõ tất cả pháp, trong mỗi niệm thấy tất cả Phật xuất thế, trong mỗi niệm thấy vô lượng vô biên tự tại lực của tất cả Phật, những là tự tại lực rộng lớn, tự tại lực vô trước, tự tại lực vô ngại, tự tại lực bất tư nghì, tự tại lực thanh tịnh tất cả chúng sanh, tự tại lực lập tất cả thế giới, tự tại lực hiện bất khả thuyết ngôn ngữ, tự tại lực tùy thời ứng hiện, tự tại lực an trụ nơi trí thần thông bất thối chuyển, tự tại lực diễn thuyết vô biên tất cả pháp giới không để sót, tự tại lực xuất sanh trí nhãn vô biên tế của phổ hiền Bồ Tát, tự tại lực dùng vô ngại nhĩ thức nghe và ghi nhận vô lượng Phật pháp, tự tại lực hiện một thân ngồi kiết già khắp vô lượng pháp giới mười phương mà không chật hẹp đối với chúng sanh, tự tại lực dùng trí viên mãn vào khắp tam thế vô lượng pháp, lại được vô lượng thanh tịnh, những là tất cả chúng sanh thanh tịnh, tất cả Phật độ thanh tịnh, tất cả pháp thanh tịnh, trí biết khắp tất cả xứ thanh tịnh, trí vô biên khắp hư không giới thanh tịnh, trí được tất cả ngôn âm sai biệt, dùng nhiều loại ngôn âm ứng khắp chúng sanh thanh tịnh, phóng vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp vô biên tất cả thế giới thanh tịnh, trí lực xuất sanh tam thế tất cả Bồ Tát hạnh thanh tịnh, trí lực trong một niệm vào khắp đạo tràng của tam thế tất cả chư Phật thanh tịnh, vào vô biên tất cả thế gian, khiến tất cả chúng sanh đều làm những việc nên làm thanh tịnh. Tất cả sự trên đây đều được đầy đủ, đều được thành tựu, đều đã tu tập, đều được bình đẳng, thảy đều hiện tiền, đều thấy biết, đều ngộ nhập, đều đã quan sát, đều được thanh tịnh đến biển ngạn. Lúc bấy giờ, do thần lực của Phật, sáu thứ chấn động khắp trăm vạn Phật sát di trần số thế giới ở mỗi phương trong mười phương, những là động biến động, đẳng biến động, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Vì do thần lực của Phật, vì pháp như vậy, tự nhiên mưa các thứ qua trời, tràn qua trời, hương bột và các loại hương trời, y phục trời, trân bủ trời, đồ trang nghiêm trời, báo ma ni trời, hương trầm thủy trời, hương chiên đàn trời, lộng thượng diệu trời, các thứ tràng, các thứ phan trời, vô số thân trời, vô lượng pháp âm trời, bất tư nghị tiếng ca ngợi Phật của trời, vô số tiếng quan hỷ của trời đồng xướng thiện tai, vô lượng vô số chư thiên cung kính lễ bái, vô số thiên tử thường niệm Phật mong cầu vô lượng công đức của Phật, lòng chẳng bỏ lìa, vô số thiên tử trỗi nhạc ca ngâm khen ngợi cúng dường Như Lai, vô số chư thiên phóng đài quang minh chiếu khắp tất cả Phật độ, hiển hiện vô lượng vô số cảnh giới của chư Phật, hóa thân của Như Lai hơn hẳn cõi trời. Như ở cung Đâu Xuất Đà nơi thế giới này, cùng khắp mười phương nơi cung Đâu Xuất Đà của tất cả thế giới cũng đều thuyết pháp như thế. Bấy giờ do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều quá ngoài trăm vạn Phật sát di trần số thế giới, đều có trăm vạn Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến hội họp và đồng xướng rằng: lành thay, lành thay, Phật tử có thể nói được pháp đại hồi hướng này, chúng tôi đều đồng một hiệu là Kim Cang Tràng, đều từ thế giới Kim Cang Quang của Đức Phật Kim Cang Tràng mà đến đây. Do thần lực của Phật, nơi các thế giới ấy cũng nói pháp này, chúng hội đạo tràng văn từ cú nghĩa cũng như vậy, cả không tăng không giảm. Chúng tôi thừa quay thần của Phật đến đây để chứng minh cho Ngài.
như sự chứng minh nơi đây, tất cả cung Đâu Xuất Đà trong mười phương thế giới, chư Bồ Tát hiện đến chứng minh cũng như vậy. Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát tất cả chúng hội khắp mười phương pháp giới, tâm đại từ bi càng thêm rộng lớn, vào công đức của tất cả Phật, thành tựu thân tự tại của Phật, quan sát chỗ sở thích của tất cả chúng sanh và thiện căn của họ đã dung trồng, đều biết rõ tất cả. Bồ Tát tùy thuận pháp thân vì họ mà hiện thân diệu sắc thanh tịnh, liền trong lúc đó nói kệ rằng: Bồ Tát thành tựu pháp trí huệ, ngộ giải vô biên chánh pháp môn, là pháp quang minh triều ngự sư, biết rõ pháp dân thiệt vô ngại. Bồ Tát là pháp đại đạo sư, khai thị pháp thậm thâm khó được, dẫn đạo vô lượng chúng mười phương, đều khiến an trụ trong chánh pháp. Bồ Tát đã uống biển Phật pháp, pháp dân mưa khắp mười phương cõi, pháp nhật xuất hiện nơi thế gian, xiển dương diệu pháp lợi muôn loại, thường làm chủ pháp thí khó gặp, biết rõ phương tiện khéo nhập pháp, pháp quang thanh tịnh chiếu nơi tâm, thuyết pháp nơi đời luôn vô quý, khéo tu Phật pháp tâm tự tại, đều hay ngộ nhập các pháp môn, thành tựu pháp hải rất diệu sâu, vì khắp chúng sanh đánh trống pháp, tuyên nói pháp rất sâu hy hữu, dùng pháp nuôi lớn các công đức, tâm pháp hỷ thanh tịnh đủ đầy, thị hiện thế gian Phật pháp tạng, được Phật pháp dương quán đảnh cho, thành tựu pháp tánh thân trí tạng, đều hiểu rõ được pháp thiệt tướng, an trụ tất cả những pháp lành, Bồ Tát tu hành pháp thí lớn, tất cả Như Lai đều mừng khen nhẫn khả việc làm của Bồ Tát, do đây được thành bậc nhân tôn, Bồ Tát thành tựu diệu pháp thân, chính được chư Phật pháp quá sanh, vì lợi chúng sanh làm đèn pháp, diễn nói vô lượng pháp tối thắng, tùy chỗ tu hành pháp thí diệu, cũng thường quán sát thiện căn kia, làm các điều thiện vì chúng sanh, đều dùng trí huệ mà hồi hướng, bao nhiêu pháp thành công đức Phật, đều đem hồi hướng cho chúng sanh, nguyện họ tất cả đều sạch trong, đến bờ trang nghiêm ba la mật, mười phương cõi Phật vô lượng số, đều đủ vô lượng đại trang nghiêm, trang nghiêm như thế bất tư nghì, đều dùng trang nghiêm một quốc độ, bao nhiêu tịnh trí của Như Lai, nguyện cho chúng sanh đều trọn đủ, giống như Phổ Hiền Chơn Phật tử, tất cả công đức tự trang nghiêm, thành tựu thần thông sức quảng đại, đến tất cả cõi khắp mười phương, tất cả chúng sanh không để sót, đều khiến tu hành Bồ Tát đạo, chư Phật Như Lai đã khai ngộ, vô lượng chúng sanh khắp mười phương, khiến họ tất cả như Phổ Hiền tu hành đầy đủ hạnh tối thượng, chư Phật Bồ Tát đã thành tựu, các loại công đức đều sai khác, công đức như vậy vô số lượng, nguyện chư chúng sanh đều viên mãn, Bồ Tát đầy đủ tự tại lực, chỗ đáng đến học, thị hiện tất cả đại thần thông, đến cấp mười phương vô lượng cõi, Bồ Tát có thể khoảng một niệm, thấy khắp chúng sanh vô số Phật, và lại ở trong một chân long, nhiếp hết các pháp đều thấy rõ, thế gian chúng sanh vô số lượng, Bồ Tát dùng trí đều biết rõ, chư Phật vô lượng đồng chúng sanh, Bồ Tát cúng dường khắp tất cả, các thứ hương thơm hoa thượng diệu, châu báu xiêm y và phan lọng, phân bủa pháp giới đầy khắp nơi, phát tâm cúng dường khắp chư Phật trong một chân long đều thấy rõ, vô lượng vô số chư Như Lai, tất cả chân long đều như vậy, lễ khắp tất cả đấng Thế Tôn, đem thân thứ đệ cung kính lại, vô biên vô lượng chư Như Lai, cũng dùng lời lẽ khen ngợi Phật, cùng tận vị lai tất cả kiếp, sắm đồ cúng dường một Như Lai, số nhiều vô lượng đồng chúng sanh, như đã cúng dường một Như Lai, cúng dường tất cả Phật cũng vậy, cùng tận thế gian tất cả kiếp, cúng dường tán thán chư Như Lai, kiếp số thế gian còn hết được, Bồ Tát cúng Phật không thôi trễ, tất cả thế gian tất cả kiếp, trong những kiếp đó tu công hạnh, cung kính cúng dường một Như Lai,
suốt tất cả kiếp không nhàm đủ. Như vô lượng kiếp cúng một Phật, cúng tất cả Phật đều như vậy, cũng chẳng phân biệt là kiếp số. Công việc cúng dường không nhàm mỏi, pháp giới rộng lớn không nhằn bé, Bồ Tát quan sát đều rõ ràng, đem hoa sen lớn trải khắp nơi, thí khắp chúng sanh và cúng Phật, bửu hoa hương sắc đều vẹn toàn, thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu, tất cả thế gian không thể ví. Đem qua cúng dường đấng Thế Tôn, vô số vô lượng những quốc độ, lộng báo đẹp xinh đầy trong đó, đều đem cúng dường một Như Lai, cúng dường tất cả Phật cũng vậy. Hương thoa vi diệu rất thù thắng, tất cả thế gian chưa từng có. Dùng đây cúng dường Thiên Nhân Sư, cùng tận di trần vô lượng kiếp, hương bột hương đốt qua thượng diệu, những y phục báo đồ trang nghiêm. Như vậy cúng dường chư Như Lai, hoan hỷ phụng thờ không nhàm đủ. Vô số vô lượng chiếu thế đăng, mỗi niệm thành tựu Bồ Đề Đạo, dùng vô biên kệ tụng ca ngợi, cúng dường tất cả đấng điều ngự. Vô lượng vô số đấng Thế Tôn đều tu vô thượng diệu cúng dường, vô lượng vô số di trần kiếp khen ngợi như vậy không cùng tận. Trong lúc Bồ Tát cúng dường Phật, do thần lực Phật đều cùng khắp, đều thấy mười phương vô lượng Phật an trụ phổ hiền Bồ Tát hạnh, quá khứ vị lai và hiện tại đã có tất cả những thiện căn, khiến tôi thường tu hạnh phổ hiền, mau được an trụ phổ hiền địa. Tất cả Như Lai chỗ thấy biết, thế gian vô lượng những chúng sanh đều nguyện đầy đủ như phổ hiền, được người trí huệ luôn khen ngợi. Đây là mười phương chư Bồ Tát cùng lo tu tập hạnh hồi hướng. Chư Phật Như Lai giảng cho tôi, hạnh hồi hướng này rất vô thượng, mười phương tất cả các thế giới, trong đó tất cả các chúng sanh đều làm cho họ được tỏ ngộ và được trọn vẹn hạnh phổ hiền. Bồ Tát hồi hướng hạnh bố thí cũng lại giữ chắc các giới cấm, tinh tấn tu hành không kiếp lui, nhu hòa nhẫn nhục tâm bất động, nhiếp tâm thiền định thường duyên một, trí huệ rõ cảnh đồng tam muội, khứ lai hiện tại đều thông đạt. Thế gian không thể do ngần bé, Bồ Tát thân tâm và ngữ nghiệp, nghĩ nói việc làm đều thanh tịnh, tất cả tu hành không hở sót, trọn vẹn đồng như đức phổ hiền, dí như pháp giới vô phân biệt, hí luận nhiễm trước đều hết hẳn, cũng như niết bàn không chướng ngại. Tâm thường như vậy lìa chấp trước, người trí đã có pháp hồi hướng, chư Phật Như Lai đã khai thị, tất cả căn lành đều hồi hướng. Do đây hay thành Bồ Tát đạo, Phật tử khéo học hồi hướng này, vô lượng hạnh nguyện đều viên mãn, nhiếp lấy pháp giới trọn không thừa. Do đây hay thành trí lực Phật, nếu muốn thành tựu lời Phật dạy, Bồ Tát quảng đại hạnh thù thắng, phải nên khéo trụ hồi hướng này. Phổ hiền là hiệu của Phật tử, tất cả chúng sanh còn đếm được, tam thế tâm lượng cũng biết được. Phật tử phổ hiền hạnh như đây, ngằn mé công đức không lường được, lông đo không gian biết được số, di trần các cõi biết được số. Như vậy chư Phật chân Phật tử hạnh nguyện đã tu không lường được.